Xịn quá anh em ơi. Xịn quá, xịn quá. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Minh Long Ô Tô và mình là Tuấn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc xe mà được ra mắt cách đây khoảng một tuần và đang gây sốt tại cộng đồng xe buýt. Và hôm nay nó đã có mặt chính thức tại các showroom của Minh Long Ô Tô. Thì mời anh em hãy đến với Minh Long Ô Tô và trải nghiệm cũng như là sắm sửa em nó về để đón Tết nha. Về phần review thì đã có rất là nhiều người đã review em nó rồi thì mình sẽ không nói chi tiết nữa. Ở đây mình đang có hai phiên bản, đó là phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản xanh GB. Thì mình sẽ cho anh em xem là hai phiên bản này nó có những điểm giống nhau và khác nhau như thế nào nha. Thì mức giá của nó chênh lệch với nhau khoảng tầm 3 triệu đồng. Thì 3 triệu đồng đó anh em sẽ có những cái điểm hay ho nào thì mời anh em đi theo mình nha. Đây, đầu tiên thì anh em thấy sự khác biệt. Sự khác biệt của đời 155 VVA và đời trước. Nó là một cái đầu đèn ở bên ngoài rất là đẹp luôn nha anh em. Nó rất là sắc, cái đầu nó nhọn và cái phần đèn ở dưới này nè. Anh em nhìn nó rất là hay ho, nó giống như là mấy cái chiếc xe racing khi mà anh em đua á. Nhìn thẳng như đây thì nó không thấy cái đèn nữa. Nhìn ngầu ha, nhìn nó hung dữ hơn cái đời trước rất là nhiều. Đó, và cái phiên bản, đây là phiên bản tiêu chuẩn nha anh em. Phiên tiêu chuẩn cái màu trắng này rất là đẹp. Đó, đây là màu trắng đỏ. Đây, cái góc này thì một số anh em nói là nó giống chiếc CBR 250. Mình thấy nó cũng giống thiệt. Đây, cái đèn này là đèn cốt nha anh em. Còn đây là đèn pha. Đó, bật pha lên ha. Bật đèn cốt và đèn pha nó độc lập với nhau, mình bật đèn pha thì tắt đèn cốt. Nó cũng lạ quá ha. Thường thì mình bật đèn pha thì đèn cốt nó cũng sáng luôn. Hôm nay mình bật đèn pha nó tắt đèn cốt. Khi mà anh em bật phát sinh á thì cái đèn cốt và đèn pha đều sáng. Đó. Bật đèn pha thì đèn cốt tắt, mà bật phát sinh thì đèn pha sáng. Đèn cốt sáng. Có nhiều anh em nói á, là cái nó sử dụng chung cục máy với lại MT15 hoặc là R15, nhưng mà thực chất cái đây là một cục máy hoàn toàn mới luôn nha anh em. Nó đã cải tiến rất là nhiều. Từ cái phần đầu bò này, rồi cái phần nồi. Ở đây là nồi chống trượt 2 chiều luôn nha anh em. Thì nó đã giảm thiểu được cái tiếng vọng nồi mà truyền thống của Yamaha trước giờ. Em mình sẽ mở máy cho anh em nghe thử. Đó. Cái tiếng máy nghe rất là êm luôn anh em. Không còn tiếng giọng nồi nữa. Thì gọi là êm như cái thở. Mình sẽ test thử cái chế độ VVA cho anh em xem. Thì cái xe này khi mà anh em chạy cái dòng tua lên tới khoảng 7400 vòng thì nó sẽ bật chế độ VVA lên nha. Đó. Khi mình lên tới 7.4 nó sẽ bật VVA lên. Đó. Thì công nghệ VVA này sẽ giúp cho anh em rút hậu tốt hơn. Thì trước giờ Yamaha thì sử dụng cái dòng cục máy SOHC, nó sẽ bị kém cái nước hậu. Thì bây giờ đã bỏ cái công nghệ VVA này vô van biến thiên. Thì khi mà tới 7.4 vòng thì cái van biến thiên này nó bắt đầu kích hoạt lên, thì cái gói cam lớn hơn nó sẽ hoạt động, làm cho anh em rút hậu sẽ tốt hơn. Cái đuôi đèn của năm nay thì mình thật nhìn ra mình thấy nó giống như là chiếc R15 hoặc là nếu mà cùng phân khúc với nó thì sẽ có con RTR của Honda làm cái đuôi đèn rất là giống. Thiết kế bô cũng thay đổi ha. Đó. Thay đổi cái bô. Thì rất tiếc đó là ở phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt của con xe này đều không có ABS. Và Yamaha nói không có ABS bởi vì nó đã trang bị cái nồi chống trượt này rồi, thì anh em chạy xe anh em dồn số thắng số gì đó nó sẽ an toàn hơn. Mà đó mình thấy Yamaha nó hơi ngụy biện xíu. Chẳng qua là cắt giảm ABS để mà cái giá thành của nó đỡ bị đội lên thôi, để cho nó mềm giá cho anh em dễ sử dụng hơn cái xe này. Ở phiên bản đặc biệt và phiên bản CB thì ở phía bên tay trái sẽ có thêm một cái ổ điện cho anh em cắm cái giắc sạc dạng tẩu thuốc vào đây. Cái nguồn điện này là 12V nha anh em. Hầu hết các điện thoại chúng ta đều sạc ở cái hiệu điện thế này, nên là anh em cũng yên tâm về cái độ ổn định của cái ổ điện này. Đó, bên đây là smart key thì nó sẽ có các chức năng như là bật tắt rồi khóa cổ mở yên. Thì mức tiêu hao nhiên liệu mà Yamaha công bố là 2,09 lít trên 100 km, dung tích xi lanh là 155,1 cm khối. Cái xe này cái bít tông nó lớn hơn so với phiên bản 150 là 1 mm. Thì sử dụng lần này sử dụng trái 58, còn ở F150 thì chỉ sử dụng trái 57 thôi nha anh em. Bây giờ cái con này thì cái nước đề lẫn nước hậu đều rất là ok, tại vì khi mà anh em chạy cái cục máy 155 ở trên con MT15 hoặc là trên con R15 thì do cái xác xe nó rất là nặng thì mình sẽ không có cảm nhận được nhiều cái tọt của nó. Ok anh em, bây giờ mình sẽ test drive lại cái con này nha. Đó. Cái cục máy SOHC cho mình cái nước đề nó rất là tốt. Và cái côn của mình nó cũng rất là nhẹ luôn. Côn nhẹ, sang số rất là nhẹ. Do cái nồi chống trượt 2 chiều này nè. Nó
nó thiết kế lại á, cho nên là mình cái cảm giác đá số nó rất là nhẹ luôn, giống như của ship vậy. Mình đá ra các cái dãy số là nó lên, nó kéo nó lên rất là lên. Lát mình ra cái đường chống chống mình sẽ chạy nhanh hơn một xíu để coi nó đâm hậu tốt không nha. Cảm giác chạy là phấn khích hơn nhiều so với lúc trước mình chạy winner. Để thử nha anh em, mình để thử cho nó chạy lên VVA thì nó như thế nào nha anh em. Đó. Đập kia chưa? Đập kia chưa? Đó. Đó. Khi mà mình dồn số nó không có cái hiện tượng là vượt bánh sau đâu nha anh em. Khi mà nó lên VVA thì nó đập rất là ghê. Xịn quá anh em ơi. Xịn quá. Cảm giác mình chạy đó rất là thích luôn á. Đúng là đáng làm tiền bắt gạo mà. Cái xe này rất là lanh luôn nha. Mình thử mình đắp qua đắp lại thì nó rất là nhẹ lắm. Ok, và mình xin nhắc lại một số cái công nghệ đặc biệt ở trên con Exciter 155 VVA mới được ra mắt này nha anh em. Thì đầu tiên là hộp số 6 cấp nè, có thêm Sparky ở phiên bản đặc biệt nè, rồi thiết kế thay đổi hoàn toàn nè, rồi két nước được làm mới nè, hệ thống đầu bò là cam còi bắp, là được Yamaha nói là có phủ một cái lớp gọi là carbon kim cương, là bền hơn để cho anh em mượt mà hơn ở các cái vòng tour cao, đặc biệt là sau 7400 vòng trên phút thì hệ thống van biến thiên VVA nó sẽ kích hoạt để cho anh em rút hậu tốt hơn. Rồi bổ sung thêm bộ ly hợp nồi chống trượt Acid and Slipper Blade, nồi chống trượt hai chiều cho anh em an toàn hơn khi mà mình các cái pha mình dồn số, mình thắng số ha. Rất tiếc là ở cái phiên bản Exciter 155 VVA năm nay thì Yamaha vẫn chưa có bổ sung cái công nghệ ABS cho cái chiếc xe này. Chắc có thể là để giảm giá thành sản xuất anh em. Thì bù lại thì mình có cái nồi chống trượt nó cũng đỡ. Ở phiên bản tiêu chuẩn thì con heo này sẽ là con heo 1 bít, và ở phiên bản CB thì con heo sẽ là heo 2 bít. Và ở phiên bản tiêu chuẩn này thì sẽ không có Sparky và sử dụng chìa khóa cơ thông thường, và cũng không có cổng sạc luôn anh em. Và ở phiên bản đặc biệt thì sẽ có thêm cổng sạc. Và mức giá dành cho anh em ở phiên bản tiêu chuẩn này là 52 triệu, và phiên bản đặc biệt là 55 triệu, và phiên bản CB bên kia là 55.500.000. Giá này đã bao gồm VAT và chưa bao gồm phí ra biển. Thì anh em nào mà thắc mắc về chi phí ra biển cũng như là về thông tin về xe thì hãy để lại số điện thoại ở bên dưới phần comment thì sẽ có nhân viên hỗ trợ anh em. Thì hiện tại hai chiếc xe này đã có mặt trên tất cả các hệ thống showroom của Minamoto. Anh em hãy nhanh chân ra ngoài cửa hàng để có thể có những trải nghiệm chân thực nhất về hai em xe này nha. Nếu anh em thấy thích video này thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe. Nếu anh em muốn mình review thêm các dòng xe khác thì hãy để lại comment nha. Mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye. Ride the next level. All new Exciter 155 VVA.